Tức ngân hàng giảm thì liệu bất động sản nó có hồi sinh hay không? Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn về cái nhận định, quan điểm của Hải khi mà ngân hàng nhà nước đưa ra một cái hỗ trợ chính sách, đó là tiếp tục giảm lãi suất ngân hàng từ 0,5 cho đến 1%. Và đây chính là một trong những cái chủ đề mà được anh chị em khá là quan tâm. Liệu thì cái lãi suất ngân hàng giảm như thế thì đây có phải là một cái tín hiệu vui cho cái thị trường bất động sản hiện nay chúng ta quan tâm hay không? Thì việc đầu tiên đó là tôi rất mong muốn các bạn ấn follow kênh của Nguyễn Thanh Hải và hãy tương tác thật nhiều khi mà những cái nhận định và những cái quan điểm của Hải về cái thị trường hiện nay nó sẽ không có đúng, không có sai, nhưng anh em thấy phù hợp thì anh em tiếp thu, còn anh em không thấy phù hợp thì có thể bỏ qua cái video này. Việc đầu tiên chúng ta hãy nhìn đến thị trường. Thì sau thời kỳ tháng 5 2023 cho đến nay là tháng 3 năm 2023 thì bất động sản nó bắt đầu có dấu hiệu của gọi là chững lại và đang có dấu hiệu của gọi là hồi phục. Gần một năm rồi bất động sản đi lình xình đi xuống và không có giao dịch, nhưng đến bây giờ khi mà lãi suất ngân hàng nó giữ ở cái mức từ 10 cho đến khoảng 13% như thế này thì nhiều người cũng đang rất là cân nhắc giữa việc mua và việc bán bất động sản. Nhưng riêng cá nhân Hải, Hải có một cái quan điểm như thế này. Đối với cái lãi suất ngân hàng ấy, mà nó giảm 1 đến 0,5% trên một năm như thế này thì đây cũng chính là một cái tín hiệu rất là vui. Một cái tín hiệu này chứng tỏ là nhà nước chúng ta kiềm chế được cái lạm phát rất là tốt, và cái thứ hai nữa là gì, nó sẽ hạn chế cái việc tiền từ thị trường gửi vào ngân hàng. Bởi vì nếu mà thị trường mà lãi suất mà cứ trên khoảng 15% ấy, thì người ta sẽ không đi đầu tư mà người ta chủ yếu gửi tiền vào ngân hàng để hưởng cái chênh lệch. Các bạn cứ hiểu nôm na như thế này, lạm phát của những năm 2023 này ấy, nhà nước người ta tính vào rơi vào tầm cỡ khoảng đâu đó từ 3,5 cho đến 5%. Nếu mà lãi suất chúng ta mà đạt được con số 15% thì trừ đi 5%, tức là gì, chúng ta gửi tiền vào ngân hàng vẫn được trên 10%. Vậy thì cái tốc độ trượt giá của đồng tiền so với tiền lãi ngân hàng ấy là nó thấp hơn rất nhiều. Do vậy, gửi tiền vào ngân hàng đó chính là một cái kênh cũng khá là an toàn. Cái thứ hai đó là khi mà lãi suất ngân hàng chúng ta giảm thì chính phủ cũng rất là mạnh tay trong cái câu chuyện đó là giải ngân đầu tư công. Khi mà đầu tư công lớn như hiện nay ấy, thì điều gì sẽ xảy ra các bạn? Đó là tất cả cái hệ thống đầu tư công thì gồm đường cao tốc này, sân bay này, khu công nghiệp này, trường này và trạm này. Tất cả những cái tiện ích trong xã hội được đầu tư, chính phủ bỏ tiền rất là nhiều vào để làm cho cơ sở vật chất của chúng ta được nâng cao. Thì đây chính là một trong những điều kiện kiên quyết để cho thị trường bất động sản nó sẽ tăng giá. Khi mà đầu tư công tăng ấy, thì đường nó đẹp, rồi khu công nghiệp xuất hiện, rồi là đường cao tốc mọc lên. Thì với những cái vùng đất ở vùng sâu, vùng xa, những cái vùng đất mà không có người lui tới ấy, thì chỉ cần có một con đường cao tốc chạy qua thôi thì toàn bộ những cái vùng đó sẽ được các nhà đầu tư chú ý đến, và đây chính là cái tiền đề để cho anh chị em đi đầu tư đất ở vùng ven hoặc là những cái vùng xa hẻo lánh có cơ hội được tăng giá một cách rõ rệt. Cái thứ hai nữa là đầu tư công nhiều ấy thì chứng tỏ là nền kinh tế của chúng ta nó đang rất là mạnh. Nó giống với Singapore cách đây khoảng 10 đến 15 năm, rồi là Thái Lan cũng vậy. Thì khi mà chính phủ đầu tư công nhiều ấy, thì cơ sở vật chất nó tiến bộ một cách rõ rệt, các nhà cao tầng mọc lên, rồi là đường xá đẹp. Khi mà những cái đó nó xuất hiện thì bất động sản nó cũng sẽ tăng giá kèm theo. Đôi khi thì bất động sản tăng giá nó còn nhanh hơn là so với cái sự phát triển của kinh tế của đất nước. Do vậy các bạn hãy để ý, chúng ta đầu tư một lô đất vào những năm 1990 nó có thể chỉ trị giá đâu đó 1-2 chỉ vàng thôi. Nhưng sau 30 năm, các bạn để ý là sau 30 năm
thì chúng ta thấy rằng là đất tăng lên con số 1.000 lần, thậm chí có những nơi tăng lên 3-4.000 lần, thì chúng ta thấy được cái điều gọi là khủng khiếp xảy ra đối với nền kinh tế thị trường và đối với bất động sản. Do vậy, nếu mà anh em thật sự là người mà mong muốn đầu tư bất động sản thành công ấy, thì anh em hãy quan tâm đến những cái đất mà đang có những cái đầu tư công lớn chạy qua, ví dụ như đường cao tốc chạy qua, khu công nghiệp về, hoặc là những cái khu dân cư, thì những cái vùng đất này chính là cái vùng đất mà anh em cần phải quan tâm và anh em cần phải sở hữu sớm. Một số những cái lý do để giúp cho các bạn thấy rằng là đất nó sẽ tiếp tục tăng giá là lãi suất ngân hàng nó giảm. Cái thứ hai, đầu tư công nhiều. Và cái thứ ba đó là giai đoạn này rất nhiều nhà đầu tư bất động sản rời bỏ thị trường bất động sản. Do vậy, cái giá bất động sản nó cũng giảm rất là nhiều. Và đây chính là cái cơ hội để cho anh em có tiền mặt bắt đáy. Và đây chính là cơ hội để cho anh em mua tích lũy tài sản của chúng ta. Sau 3 đến 5 năm nữa khi bất động sản hồi phục ấy, thì chúng ta chỉ ngồi hưởng lợi thôi các bạn nhé.